Ơ thằng này, mày ngồi hóng ở đâu mà biết? Nhưng mà sao tự nhiên lại xoay 180 độ thế? Rõ ràng anh bảo không bao giờ lấy vợ cơ mà. Thì thời thế thay đổi, anh mày phải chịu thôi. Tầm này ta không vào địa ngục thì ai vào nữa? Ủa là sao? Đại khái kiểu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai, hiểu chưa? Anh so việc lấy vợ như xuống địa ngục với gian khổ. Thế cuối cùng là lấy vợ là để làm gì? Thì tao là cháu đích tôn của ông nội tao. Bây giờ tao không lo cho ông nội tao thì ai lo? Tóm lại ấy, là sắp tới mày phải đi bê chát cho anh mày đấy. Thơm! Ăn ít thôi, để dành tiền con này con ăn lẩu. Này, tôi nói với ông nhá, 30 vẫn chưa phải là Tết đâu. Một khi mà chưa có bằng chứng xác thực 100% ấy, còn lâu mới được ăn. Ê, mơ. Để đây nhá. Mù à? Hãm. Gì vậy? Sao ấy? Bố mẹ mày không dạy mày làm sai là phải xin lỗi à? Thôi, cẩn thận mà đánh nhá. Tiện đường nên tôi lại mua cốc cà phê cho sếp. Xin mời. Cảm ơn anh. À, tôi đã email cho sếp về kế hoạch 3 ngày 2 đêm của công ty giày da đó, sếp xem chưa? Tôi đã xem và gửi khách hàng rồi. Có CC cho anh đấy. Anh check chưa? À, tôi thấy rồi. À, với lại cái bản báo giá của khách sạn ở Đà Nẵng với Huế, không biết là sếp đã duyệt chưa ha? Tôi có email cho anh rồi mà. À, tôi thấy rồi. Ý của tôi là không biết là sếp có thay đổi ý kiến gì hay không thì báo tôi biết để tôi nói lại khách hàng. Mọi góp ý tôi cũng đều viết trong mail hết rồi. À, hôm nay anh có nhiều câu hỏi lạ nhỉ? Có vấn đề gì không? Anh đứng đây. Anh nói đi. Nói gì nữa? Hôm trước chẳng móc hết cả ruột gan ra, nói hết rồi còn gì? Hôm đấy là mới nói chung chung thôi. Hôm nay phải lãng mạn hơn cơ. Giống như là cái phim mà hôm mình xem ở Gốc Phượng ấy. Ở đây luôn á? Thì chả ở đây. Các cụ bảo rồi, ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Anh đá em ở đây thì phải cầu hôn em ở đây. Nghe cứ sai sai thế nào ấy. Em có chắc là các cụ nhà em nói như thế không? Chứ các cụ nhà anh ấy chưa bao giờ nói như thế đâu. Đi 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 đi, tìm quán khác đẹp hơn. Anh nhét cái nhẫn vào bánh gato cho. Đi. Không. Anh mà không cầu hôn em ở đây á thì em không lấy anh đâu đấy.